Sau 5 năm làm YouTube thì cho tới ngày hôm nay thì Nhân có một cái tin rất là vui. Cái lúc mà anh em mình gặp rồi để trao đổi đó. Dạ, thì không biết là giấy tờ của em xong không anh? Giấy tờ xong. Em gắn cái này nó xong rồi hả? Nó hai lô nhập một á. Hai lô là nhập một. Mỗi lô mặt tiền là 12,5m, hai lô là 25m. Em lại tưởng đây là cái phòng ngủ mà hóa ra đây là gara. Gara ô tô đây. Đây là cái gara ô tô cả nhà. Mấy trăm mét hình như xây mấy trăm mét chắc là cái phòng này. Phòng ngủ ha, được mấy phòng ngủ anh? Mỗi tầng hai phòng ngủ. Chỗ này là cái khoảng trống này có thể là để ngồi cà phê được ha. Rồi, đây nó thiết kế phòng cà phê. Đây của em đây. Đây. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Nhân đang có mặt trong khu đô thị của thành phố Nha Trang. Đây là một trong những khu đô thị rất là phát triển. Và sau 5 năm làm YouTube thì cho tới ngày hôm nay thì Nhân có một cái tin rất là vui. Và Nhân cũng muốn chia sẻ cái niềm vui này đến khán giả mà đã xem kênh của Nhân trong suốt những cái thời gian rất là dài, 5 năm vừa qua cả nhà. Thì bây giờ để biết được tin vui ngày hôm nay là tin gì thì mời cả nhà hãy tiếp tục đồng hành cùng với Nhân để biết được cái tin vui ngày hôm nay nha, đi thật cả nhà. Đây là một căn biệt thự khá là lớn nha cả nhà. Anh ơi! Dạ chào anh. Chào em. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại anh ha. Từ cái lúc mà anh em mình gặp rồi để trao đổi đó. Dạ, thì không biết là giấy tờ của em xong không anh? Giấy tờ xong. Em gắn cái này nó xong rồi hả? Trước khi mà xem giấy tờ thì giấy tờ quan trọng nha cả nhà. Thì chắc có lẽ là anh phải dắt em đi tham quan nhà anh xíu ha. Tham quan nhà. Dạ. Ok. Cái này có cần phải đóng cổng lại không anh? Cái chốt nó lại cho nó. Chốt lại ha. Đây là mặt trước. Mặt trước thì nó thiết kế như này để nó lấy gió. Có nghĩa rằng là cái căn biệt thự này á là thiết kế là mình phải có một cái khoảng trống đây để lấy gió vô ha. Thiết kế lấy gió. Lấy gió. Mình từ lúc đầu là mình yêu cầu kiến trúc sư là thiết kế làm sao mà lấy được nhiều gió nhất. Cho nên là khi mà vào trong mình mở hết các cửa ra là mát. Căn biệt thự này rộng bao nhiêu mét vuông anh họ? 500m. 500m là nó hai lô nhập một á. Hai lô là nhập một. Mỗi lô mặt tiền là 12,5m, hai lô là 25m. Còn chiều này là 20m. Tính ra là ở giữa lòng thành phố mà có được một cái diện tích đất mà nó rộng như thế này thì phải nói rất là tuyệt vời luôn anh ha. Cái không gian nó rất là thoáng. Bây giờ muốn mua không mua được ạ. Muốn mua không mua được hả? Dạ. Tại vì hồi trước là do cái thời điểm đó chứ bây giờ bây giờ không ai chịu bán. Anh có thể cho em tham quan bên trong xíu được không? Đây mặt bên này là nó cũng kiến trúc sư nó thiết kế hai mặt tiền, mặt này cũng là mặt tiền, mặt trước kia cũng là mặt tiền. Có nghĩa rằng là căn biệt thự này sẽ có hai mặt tiền. Một mặt là phía đường chính và một mặt thì nó hướng ra cái khuôn viên nhà của mình. Đúng rồi. Ồ, tính ra là tất cả đều lấy gió hả? Lấy gió hết, cả bốn xung quanh nó đều có khoảng trống hết. Vậy thì như thế này thì mình cũng không cần điều hòa mấy ha? Ban ngày thì không cần đâu, lát nữa vào trong mở cửa em biết gió mạnh lắm. Dạ đi, anh em mình đi vô nhà đi ha. Mình vào. Bây giờ mình đi ngõ này hả? Được, vào đường này luôn. Nên để mình mở cái cửa ra nhé. Nên lát nữa lên tầng 2 mát hơn. Ui, bằng khen nhiều quá anh ha. Bằng khen đủ các thứ. Đấy. Vậy là tất cả xung quanh đều là lấy gió được hết. Lấy gió hết đó. Em như khoảng rộng ha, mát quá. Đó, em thấy gió đó. Gió đúng. Nó thổi bay rèm luôn á. Đúng là gần biển cả nhà, sao là tuyệt vời luôn. Ủa anh có thể chia sẻ cho em một xíu về những hình ảnh mà anh treo ở đây được không? Cái này là các vệ sĩ làm các cái chương trình mà có các cái đồng chí lãnh đạo tới dự. Có nhiều chương trình lắm. Còn đây là bằng khen ở dưới này là bản sao thôi, bản gốc ở trên tầng 2 ấy. Dưới này là bản sao thôi. Em thấy ở đây có những cái ghi là xác lập kỷ lục. Đông nhất, đông võ sinh nhất Việt Nam. Võ sinh theo học đông nhất Việt Nam. Có nghĩa rằng là võ đường của mình là có võ sinh đông nhất Việt Nam. Đúng rồi. Ôi, xác lập kỷ lục Việt Nam luôn cả nhà. Đây, còn đây là công ty dạy võ đầu tiên Việt Nam. Là công ty dạy võ đầu tiên của Việt Nam cũng là của anh luôn. Đúng rồi, cho mình sáng lập lên. Và thêm xíu nữa sẽ... Đây, bây giờ mình xem một số cái bài báo mà viết về mình từ ngày xưa này. Cách đây
Dạ. Hơn 20 năm. Như cái này nó có ngày tháng năm đấy em. Năm 2002 này. À, cái tờ báo này... Báo An ninh Thế giới ngày xưa là báo đó nổi tiếng lắm. Vậy là cái tờ báo này đã gần đã 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi. 22 năm. 22 năm. Còn đây là cái ảnh mà lúc kỷ niệm 10 năm thành lập. À. Năm nay là tròn 30 năm. Ui cha, cả nhà xin. Năm đã... năm 94. Mùng sinh mà xếp từ dưới chân núi lên đỉnh núi luôn. Đúng rồi. Năm thành lập năm 1994. Dạ. Thôi lát nữa những cái câu chuyện về về võ võ sinh đó, thì xíu nữa mình sẽ tiếp tục ha. Bây giờ anh chắc đi thăm nhà lên, lên tầng 2. Bởi vì cái việc chính là đi thăm nhà đó. Dạ. Mình đi lên luôn ha. Dạ đi lên chơi cái luôn. Này là gara ô tô. Ủa? Đây á. À, có xem không? Dạ. Nó cũng hơi bừa bộn tí. Em lại tưởng đây là cái phòng ngủ mà hóa ra đây là gara. Gara ô tô đây. À, đây là cái gara ô tô cả nhà. Mẹt ơ anh, ơ 200 à? E 250. Ồ, ơ 250. Tính ra cái chỗ đậu xe rộng quá ha. Rộng, thoải mái. Còn mấy cái phòng này là phòng ngủ. Đấy, khoa sau này vẫn còn khoảng trống này. Có nghĩa là xung quanh nó đều có khoảng lấy gió hết. Ủa anh, vậy là diện tích đất tổng là 500. 500. Vậy thì mình xây hết bao nhiêu? Không nhớ đâu, lâu lâu cũng không nhớ xây bao nhiêu nữa. Mấy trăm mét hình như... xây mấy trăm mét chắc là cái phòng này phòng ngủ ha. Được mấy phòng ngủ anh? Mỗi tầng hai phòng ngủ. Mỗi tầng là hai phòng ngủ. Đây là phòng phòng này là phòng sinh hoạt chung. Đây ví dụ như đây mà để mở cửa này em xem lên tầng hai là mát lắm, hai này gió thì thôi rồi đó, nhận ra đây. Ồ, em thích cái gió biển này ghê. Đây mà những cái người mà ở nơi khác đến là người ta thích lắm. Để mình mở thêm một số cửa nữa xem nha. Mát quá. Mát. Mát ra ha. Đó, mà nếu mở hết các cửa đó là gió mạnh lắm. Dạ. Chỗ này là phòng là chỗ làm việc anh? Hả? Chỗ này là chỗ làm việc của anh hả? Ở chỗ đó là chỗ làm việc, còn trong này phòng trong này nữa, phòng trong này là phòng phòng này là phòng quay phim. Đây là cái nơi thấy cũng rất là nhiều bằng khen. Đây là bằng gốc như anh chia sẻ phải không? Đây bản gốc cái này. Đây là công ty chạy võ đầu tiên của Việt Nam, bản gốc này. Xác lập kỷ lục. Kỷ lục này là kỷ lục công ty chạy võ đầu tiên của Việt Nam. À, đây là kỷ lục là công ty chạy võ đầu tiên của Việt Nam. Người ta thấy cho nó. Đây cả nhà. Xác lập kỷ lục có nghĩa rằng là anh có rất là nhiều những kỷ lục liên quan đến võ thuật. Đúng rồi. Dạ. Đây, cái này là võ đường đông võ sinh nhất Việt Nam này. À, đây là xác lập kỷ lục đây ha. Đó, bản gốc của nó đẹp vậy đó. Võ đường Ngọc Hòa, võ đường có số võ sinh theo học đông nhất Việt Nam. Wow. Cái cúp của nó là cái này. Cúp cái này. Bằng đá anh? Mặc chắc thế, bằng đá. Ừ, cái này bằng đá nè. Thôi anh bỏ xuống giùm em. Mấy cái này không có chỗ treo đặt đây này. Ủa sao quá trời luôn. Doanh nhân xuất sắc đất Doanh Việt. Doanh nhân xuất sắc đất Việt. Rồi. Cái này là nó thương hiệu nổi tiếng quốc gia. Quá trời bằng khen với lại cúp. Cơ bản rằng là anh cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình đúng không? Xíu nữa chắc lẽ hỏi anh là nói chung mình cứ phấn đấu thôi, còn nói tự hào hay không thì khó nói. Dạ, phải tự hào chứ. Đúng không? Cuộc sống là mình cứ phải nỗ lực phấn đấu. Dạ. Vươn lên. Vậy thì ở đây là tầng mấy rồi anh? Đây là tầng 2. Tầng 2 giờ mình còn tầng nào nữa không? Lên tầng 3 luôn. À, tầng 3 nữa hả? Lên tầng 3 luôn. Tầng 3 thì có phòng cà phê. Ủa tầng 3 là có phòng cà phê nữa hả? Phòng cà phê nhưng mà chưa có đặt cà phê gì, nhưng mà nói chung là cái view trên đó đẹp. Hôm qua người ta đốt gì bên này nó bay bụi vào đây. Dạ dạ, bay bụi vào đây. Cái này ra cái view này ban đêm hoặc là buổi sáng sớm ngồi thích lắm. À, chỗ này là cái khoảng trống này có thể là để ngồi cà phê được ha. Đúng rồi, để nó thiết kế phòng cà phê. Vậy là tất cả nguyên một cái dãy này là biệt thự hết phải không anh? Đúng rồi, khu này là khu biệt thự hết.
Nhưng biệt thự bên này là 250m, còn biệt thự bên kia là 150m. Còn mình là do ghép hai lô cho nên là thành 500m. À, là anh mua một lúc hai lô anh ghép lại, là bây giờ nó rộng tới 500m. Còn bình thường là chỉ có 250m thôi. Đúng rồi, bên này 250, bên kia là 150. Dạ, dạ, dạ. Vậy thì đất này là anh mua cách đây mấy năm rồi? Mua 10 năm rồi. 10 năm? Ừ, 10 năm. 10 năm. Còn phía bên đây là phòng thờ ha? Ở bên này phòng thờ. Dạ, thôi phòng thờ chắc là lẽ mình sẽ không vào. Cà phê này buổi tối ngồi thích lắm. Phòng này buổi tối ngồi thích. Tôi nghĩ là gặp gỡ bạn bè thì có thể đặt cái bàn ở đây. Có thể đặt bàn ở đây. Bàn thì bây giờ mình có cái bàn ghế inox á. Dạ. Mình xách lên cái là có chỗ ngồi ngay. Cái căn biệt thự của anh là em thấy rằng là cái không gian nhà vệ sinh nó rất là rộng luôn ha. Ừ, đúng rồi. Thiết kế rất rộng, thoải mái. Dạ. Thường thì người ta sẽ để rèm ở đây mà anh không để à? À đúng rồi, mình không thích để. Để cho nó thoáng, mình nhìn nó thoải mái. À, vậy là anh muốn lấy nắng vô trong? Đúng, đúng rồi, có nghĩa là mình yêu cầu kiến trúc sư là thiết kế làm sao mà lấy được nhiều nắng và gió. Ồ, hay quá. Khi nào mà không thích thì như dưới này mình, khi nào mình không thích thì mình kéo rèm lại thôi. Em ngó không gian bếp xíu được không? Ở đấy. Không gian bếp bên đây anh? Bếp đấy. Ừ. À. Cơ bản là tất cả đều thoáng hết, bên này không gian bếp chúng ta có thể mở cửa sổ được luôn. Đúng ha. Rồi, kéo cửa sổ lên. Wow. Thiết kế. Thoáng ha. Ở giữa lòng thành phố, không gian sống biệt thự. Quá tuyệt vời. Chắc lẽ anh em mình xuống dưới trò chuyện ha. À. Tập trung vào chuyên môn chính. Thú thật với cả nhà thì nhìn một dáng người nhỏ nhắn như anh Hòa đây thì chắc có lẽ không ai nghĩ là một võ sư mà từng có tới mấy chục ngàn võ sinh theo học. Vậy thì anh có thể cho em biết được một xíu đời tư của anh từ thuở nhỏ và vì sao mà anh lại có cái duyên đến với võ thuật không? Hồi nhỏ thì đi chăn trâu thì mọi người cứ hay, nói chung hay kể về những cái người giỏi võ thứ. Thì mình cũng nghĩ là mình sẽ phải cố gắng để học võ để có thể tự vệ thôi, trước hết là tự vệ thôi. Đó, vì thực ra mình cũng đi đâu cũng hay bị đánh, tại do mình nhỏ con cho nên hay bị đánh. Ngay cả bạn bè mình bây giờ là nó kể lại, nó bảo ngày xưa bạn thôi nhưng mà nó tôn trọng thì nó vẫn gọi là thầy, nó bảo ngày xưa thầy là đi trâu là và tôi đánh thầy là thầy hay đánh phủ đầu vì mình nhỏ hơn cho nên mình phải đánh phủ đầu nó. Nó kể lại mình mới nhớ chứ mình không nhớ. Nghĩa là hồi đó mình chưa học võ nhưng hay bị bọn nó đánh. Cho nên lần sau nếu mà chuẩn bị đánh là mình phải đánh trước. Yeah. Mình phải đánh phủ đầu trước nhưng mình không nhớ. Nó kể lại thì mình mới nhớ được những cái câu chuyện như vậy. Thì mình đi đâu mình bị đánh hết. Ở quê mình bị đánh, mình ra Hà Nội mình bị đánh. Chính vì hay bị đánh như thế cho nên mục đích chính của cái chuyện học võ là để tự vệ thôi. Đó. Sau khi học thì cũng do cái hoàn cảnh khó khăn, mình là con mồ côi mà. Con mồ côi mà em út của mình còn phải vào trại trẻ mồ côi để ở á. Em út mình hơn nhân mấy tuổi thôi. Dạ. Thì cho nên là mình mới muốn là mình học võ để mình vừa bảo vệ mình vừa là để rèn giũa về tư cách đạo đức. Vì thực ra học võ là người ta dạy về võ đạo rất là tốt. Tuy nhiên là gần đây thì người ta nhiều người họ không làm như vậy. Họ dạy võ thì họ chỉ dạy đấm đá và họ chỉ quan tâm đến tiền thôi, họ không có giáo dục về đạo đức, cho nên là nhiều người học võ xong ra đi đánh nhau tùm lum là vì thế, do người thầy người ta không có giáo dục về cái đó. Dạ. Em có cần hỏi thêm thông tin gì về võ thì em cứ hỏi. Thật ra thì em cũng không am hiểu gì về võ thuật nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những cái Việt Nam mình có rất là nhiều những thể loại võ khác nhau, tại sao anh lại chọn cái võ mà hiện tại anh hồi trước á, anh đang mở võ đường? Thực ra thì mình cũng không có sự lựa chọn lắm, bởi vì trước đó thầy dạy võ cũng ít. Và mình đọc các cái tài liệu thì thấy karate là cái môn mà người ta rất chú trọng về giáo dục tư cách đạo đức. Cái hai nữa là karate nó có nguồn gốc từ Nhật Bản, và người Nhật thì hồi đó mình rất ngưỡng mộ họ về cái ý chí vươn lên, cái ý chí sắt đá của họ để từ một cái nước mà bại trận hoang tàn trong chiến tranh như vậy mà họ có thể vươn lên trở thành một siêu cường quốc. Lúc cái thời điểm đó là nó chỉ đứng sau Mỹ thôi, bây giờ nó đứng thứ ba sau Trung Quốc. Thì mình rất ngưỡng mộ cái ý chí của họ, mà họ dạy con rất hay, 3 tuổi là họ đã dạy con về cái tính tự lập rồi. Người Nhật thì họ còn huấn luyện trẻ con kinh doanh cũng vậy, họ cũng huấn luyện, ví dụ như là họ phát cho mỗi cháu 100 yên xong cho vào siêu thị, cháu nào mà mua được nhiều đồ nhất
nhưng được nhiều cháu khác thích nhất thì là người chiến thắng. Chứ không phải mua nhiều đồ ra mà chả ai thích cả thì cũng đâu có bán được. Nghĩa là họ dạy cho con rất là hay, rồi ví dụ như dạy nói to chẳng hạn, thì họ cho con đứng ở dưới này này, rồi giáo viên ở trên kia, lúc nào con nói to mà giáo viên nghe được thì mới được vào, còn không cứ phải đứng dưới này mà gào lên. Nghĩa là họ rất là chú trọng đến cái cách giáo dục. Chúng ta thấy các cái cuộc động đất sóng thần ở Nhật ấy, người dân của họ cái rất phục hồi lại nhanh chóng, cái tính kỷ luật của họ rất tốt, không xảy ra trộm cướp hay là dẫm đạp hay hỗn loạn như các nước khác. Cái ý chí cũng như là cái tính kỷ luật của họ rất là tốt. Thì những cái đó cho nên là nó khiến cho mình đam mê cũng như là yêu mến cái môn võ đó. Vậy thì khi mà anh bắt đầu học võ đến cái quá trình mà anh mở võ đường á, nó diễn ra trong bao nhiêu năm? Nó cũng không được nhiều năm lắm, do mình đam mê và mình cứ thích mở võ cho nên là mình học một thời gian chưa được nhiều lắm thì mình đã mở rồi. Thì mình mở, mình dạy võ là lúc mình học lớp 10 mình đã dạy võ rồi. Chỉ bây giờ ngày xưa thì không hiểu gì nhưng mà sau này mới thấy là người ta khuyến khích khởi nghiệp sớm ấy. Nhưng mà bây giờ nhiều người học đại học rồi còn chưa dám khởi nghiệp, mà lúc đó mình lớp 10 mà mình mở thì bây giờ mình thấy cũng hay. Vì chính cái khởi nghiệp sớm như thế mà cũng khiến cho mình có nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Mà bây giờ những cái kinh nghiệm đấy mình cảm thấy nó rất là quý, mà không biết là có ai người ta học được hay không. Đó, ví dụ như trong quá trình học thì mình sẽ phải học rất nhiều thứ. Mình đi học quản trị kinh doanh, là mình vào Đại học Kinh tế Quốc dân mình học, xong rồi mình học lớp giám đốc chuyên nghiệp, xong mình học cái lớp học thuyết Kaizen của Nhật. Cái Kaizen của Nhật nó là cải tiến liên tục, nó rất là hay. Chính những cái đó mà nó giúp cho mình có những cái thành công như ngày hôm nay. Chứ còn nếu không, mình là con mồ côi thì nhiều khi mình cứ nói với anh em, nếu mà mình không nỗ lực thì giờ này chắc mình đi bán bánh mì. Đi bán bánh mì hay là đi làm cái nghề gì đấy, đại khái là nó cũng không có ra gì cả. Nhưng mà chính cái ý chí, cái quyết tâm mà nó giúp mình có được cái thành công như ngày hôm nay. Vậy thì cái thời điểm mà đông học trò nhất là lúc đó là bao nhiêu người học võ ở võ đường của mình? Nó khoảng 30.000 người. Lúc đó khoảng 30.000. 30.000 người học. Mình nghe con số vài trăm hay 1.000 hay là 2-3.000 là đã nhiều rồi cả nhà. Mà tới 30.000 học sinh, võ sinh mà theo học. Nó nhiều, có nghĩa là mình sẽ, khi đó sau này học trò mình đôi khi nó cứ nói lại với những cái người khác á, nó cứ bảo là mình về quê ấy, thì một số học trò bây giờ đang dạy võ ở quê. Nó nói lại thì mình mới nhớ thôi. Nó bảo chính thầy Hòa mới là người đi tiên phong trong cái việc mà đào tạo huấn luyện viên. Nghĩa là mình ngày xưa là mình là tổ chức những lớp đào tạo trợ giáo, có nghĩa là trợ giảng ấy. Xong đó mình sẽ đào tạo cái lớp đó lên thành lớp huấn luyện viên. Và nó cũng bảo chính thầy Hòa mới là người đầu tiên mà tổ chức thi lý thuyết. Thì những cái đó là tại sao mình nghĩ ra, bởi vì do mình học đại học. Mình học đại học mình thấy cái gì hay thì mình cứ muốn các em nó phải có trình độ, có kiến thức, cho nên là mình áp dụng những cái đó. Thì nếu mà mình muốn có được cái võ đường đông võ sinh nhất Việt Nam á, thì mình phải đào tạo được cái đội ngũ huấn luyện viên đi huấn luyện thay mình, chứ mình sao dạy nổi. Mà nhiều khi tập đông mình cứ cảm giác mình giống như kiểu một cái ca sĩ nhạc rock gì đó. Hô một cái hàng nghìn người hô theo như thế là mình phải có ý tưởng. Như bây giờ có những học trò bảo mình là nhiều khi cuộc đời nó là may mắn thôi. Ví dụ như thầy ngày xưa thầy mở võ là thầy đâu có nghĩ rằng là võ đường đông nhất Việt Nam. Mình bảo em nghĩ thế là không, là sai rồi. Bởi vì mình phải có ý tưởng, mình phải có khát khao, mình phải có mong muốn như thế thì mình mới làm được như thế. Chứ mình không có ý tưởng mà tự nhiên nó đông nhất Việt Nam, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Nhưng bây giờ ví dụ muốn xây một cái biệt thự thì mình phải có ý tưởng, phải có khát khao, mình phải kiếm tiền. Ngày xưa mình, mẹ mình mất là mình một mình còn, sau mình còn ba đứa em út còn phải vào trại trẻ mồ côi. Nhà mình không có gì thì mỗi lần mình đi lấy nước mắm về bán là mình phải đi khoảng 20 cây số, mà mình đi đạp xe đạp lên đường rừng rất là mệt. Mình thấy họ đi xe máy, mình bảo tại sao họ cũng con người, mình cũng con người mà mình phải đi xe đạp, họ phải đi xe máy. Có nghĩa là mình phải có ý chí quyết tâm từ khi đó. Rồi đến lúc mình có xe máy thì mình nghĩ rằng mình phải có cái ô tô, vì nhiều lúc mưa nó tạt vào mặt mình đi xe máy, cho dù mình trùm kính thì mù mịt mình không thấy gì, mà mở kính thì mưa nó đập vào mặt thế này, mà mỗi lần đi mưa như vậy về lại còn ốm đau nữa. Thế nên lại phải phấn đấu mua ô tô, bởi vì mình muốn làm việc mình phải vậy. Còn nếu sau này khi mà mình có đủ những cái mình mong muốn rồi ấy, thì mình lại muốn buông bỏ mọi thứ để tu tập. Bây giờ công việc là mình giao gần hết, gần như tất cả mình giao cho học trò. Mình rất hay xem những cái
bài pháp của các sư thầy, rồi mình rất muốn là sống một cuộc sống đơn giản, muốn buông bỏ đi như thế. Nhưng mà để làm được điều đó thì trước hết mình phải thực hiện những mục đích của mình đã. Chứ còn mình mà không thực hiện được các mục đích của mình thì mình cũng chẳng giáo dục được em của mình, không giáo dục được học trò của mình, không thực hiện được ước mơ hoài bão của mình. Còn thực sự khi vào đại học là mình đã thích đạo Phật rồi, vì ở trường mình có cái môn tôn giáo học thì có nói đến đạo Phật, mình đã thích rồi. Nhưng mà để làm được thì nó phải có thời gian để thực hiện những cái ước mơ của mình đã. Hôm trước á, em có nhờ anh là làm cho em cho cái, những cái giấy tờ cần thiết á. Thì bây giờ anh có thể cho em xem cái giấy đó được không? Rồi, giấy của em. Bởi vì là em làm YouTube 5 năm thì đây là cái khoảnh khắc mà em chờ đợi nhất. Giờ hy vọng là cho em sẽ xem được cái tờ giấy. Ok, thực ra thì mình phải nói rằng nếu mà ai hiểu về cái đó thì rất là quan trọng. Tại vì ngày xưa khi mình mới lập công ty, mình hay nghiên cứu về thương hiệu. Thì mình thấy rất nhiều cái thương hiệu mà bị nước ngoài đánh cắp. Mà ngay YouTube mình thấy một số kênh mình không tiện nêu ra đây, nhưng mà cũng bị nó lấy mất, xong rồi kiện cáo nhau mà rất là phiền phức. Cho nên mà khi mà đăng ký được cho ai mình mừng lắm. Bây giờ có những cái đăng ký còn chưa được, đây của em mới được đây rồi. Đây của em đây. Đây là bản bản gốc đây. Đấy, bản này là của... Đây. Chia sẻ với cả nhà nha, thì mấy anh em làm YouTube hay là bất kỳ cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta cần phải có thương hiệu và đăng ký ở cục sở hữu trí tuệ, thì sau đó thì người ta sẽ không thể nào đánh cắp cái thương hiệu mà mình tạo dựng bấy lâu nay, đúng không anh? Ví dụ như em làm YouTube bây giờ tới thời điểm bây giờ là 5 năm rồi. Và nếu như em không đăng ký, bị thằng khác đăng ký mất, đùng một phát tự nhiên người khác họ đăng ký thương hiệu và họ sẽ kiện mình. Đúng rồi. Có khi nào họ bắt mình bồi thường gì không anh? Thì cái kênh đó em biết ngày trước đấy, nó kiện nhau xong rồi nó bắt phải hủy bỏ cái kênh đó. Không biết sau cuối cùng như nào, mình không theo dõi tiếp. Dạ. Có hiệu lực từ ngày cấp đến 10 năm. 10 năm phải đăng ký lại. Đăng ký lại. Dạ. Nhưng mà quan trọng là lần đầu này thôi, còn khi đã đăng ký được rồi thì dễ. Mẫu nhãn hiệu Nhân Gà Vlog. Cũng may là biết anh rồi, anh lên tiếng, anh nói là mấy anh em thôi đăng ký. Chứ thật ra thì em cũng không biết là mình phải đăng ký. Cũng may là có biết anh Hòa cả nhà. Sau đó thì anh mới nói là thôi em đăng ký đi, chứ không thôi là bữa nào á người ta đăng ký cái tên của mình để người ta có thể người ta bán gì đó, phải không anh? Đúng rồi. Người ta lấy cái thương hiệu Nhân Gà Vlog của mình để người ta bán cho nó dễ dàng á. Hoặc là nó bắt mình phải trả tiền để lấy. Đúng rồi. Nó bắt mình phải trả tiền. Có nghĩa là nó đăng ký cái giấy này, sau đó là nó bảo bây giờ ông muốn lấy muốn sử dụng thì phải trả tiền cho nó. Bây giờ nó đòi vài trăm đến vài tỷ. Nó là tiền tỷ chứ. Thì thôi giao cho nó luôn. Thôi cho luôn nè. Bộ Khoa học và Công nghệ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chủ giấy chứng nhận là tên mình nè, Ngô Hữu Nhân. Đây, Cục Sở hữu Trí tuệ. Cái này là đăng ký cũng cũng khó khăn lắm á cả nhà, chứ không dễ đâu. Khó khăn. Có người đăng ký mãi không được. Đây, cho cả nhà xem ha. Nó có cái tem vàng. Bộ Khoa học và Công nghệ. Nó ánh rất là Cục đẹp. Sở hữu Trí tuệ. Và bên trong mã nhãn hiệu là cái tên kênh luôn cả nhà này. Nhân Gà Vlog đó là không lẫn vào đâu được ha. Là bây giờ nếu mà bạn nào hoặc là một cái doanh nghiệp hoặc một cá nhân nào á mà lấy thương hiệu Nhân Gà Vlog, lấy Nhan Gà không được, Nhan Gà không được, nghĩa là cũng không được luôn, gây nhầm lẫn là không được. Nó lấy gần giống là cũng không được, cũng không được luôn. Vậy là tốt quá, có nghĩa rằng là bây giờ tất cả cái cá nhân hoặc là doanh nghiệp nào đó mà đăng ký lấy tên Nhân Gà Vlog hoặc là cái chữ nó na ná cũng nhan, không được Nhan Gà gì đó. Vậy thì nếu mà họ lấy rồi họ lừa đảo hay là họ buôn bán, mình có thể kiện họ phải không? Thôi chắc là lẽ không kiện đâu. Mình thỏa thuận trên tinh thần là trao đổi. Tặng cho nhân viên biệt thự. Tặng cái biệt thự giống này à? Mấy chục tỷ. Đã lấy rồi tặng cái biệt thự được. Bây giờ tính tới thời điểm bây giờ thì căn này khoảng mấy chục triệu đô. Thì nói chung là bây giờ tiền đất ở đây thì nó, em biết đất Nha Trang khu vực này thì nó cũng mấy chục tỷ, riêng tiền đất là mấy chục tỷ rồi. 500 mét mà. Là riêng tiền đất không? Là riêng tiền đất là mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ rồi. Còn mấy căn nhà nữa. Nhà thì nó cũng nhiều tiền đấy, bởi vì là xây kiểu mình xây kiên cố, xây để cho mình nhé.
để mình xây nó sẽ đàng hoàng, còn ví dụ họ xây để bán thì có thể họ xây khác. Vậy thì bây giờ với một cái căn biệt thự mà anh tâm huyết như vậy thì anh có suy nghĩ rằng là một ngày nào đó mình bán rồi mình kiếm cái nơi nó bự hơn không? Không, mình mất công xây như vậy không có bán được. Phải giữ lại cho con rồi ha. Cứ để lại đó. Dạ. Sắp tới chắc có lẽ là phải lên thăm vườn của anh xíu ở nhà, bởi vì là mình rất là thích rừng núi với lại là cây cối rồi đó, cho nên là chắc có một cái dịp nào đó ghé cái vườn của anh tham quan để mình xem, để mình lấy động lực. Chứ còn cái động lực này thì chịu rồi. Cái động lực mà trồng cây với lại cái vườn á thì cái đó là khả năng là sẽ cố gắng được. Hôm nào lên thăm hay á. Chứ còn mà động lực mà to như thế này thì chắc thôi rồi. Thôi an phận rồi. Không, cứ vậy, em còn trẻ mà. Còn trẻ lắm, cứ cố gắng ha. Cứ cố gắng, còn mình muốn đến đâu là do mình thôi. Thực ra bây giờ mình đã tiếp xúc Phật Pháp rồi, mình cũng không nặng cái chuyện kiếm tiền lắm đâu. Nhưng ngày xưa mình không ấy thì mình cũng cứ nghĩ là phải làm đến cùng, nhưng mà thực ra làm đến cùng thì cũng chả làm gì đó. Bởi vì thế này này, có một câu nói rất hay là nếu con mình nó giỏi, nó sẽ không cần tiền của mình. Còn nếu nó không giỏi mà mình để nhiều tiền cho nó, nhiều khi làm hại cuộc đời nó. Thế cho nên là cũng không cần thiết phải phấn đấu quá nhiều đâu. Tất nhiên không được lười, vì lười là làm hại, làm hỏng, thui chột ý chí của mình. Nhưng mà nếu khi mình muốn tu tập thì mình có thể buông bỏ. Mình cũng không, có lẽ là mình phải hiểu cả hai cái trường phái đấy. Yeah. Một là phải phấn đấu vươn lên, nhưng lúc cần buông bỏ, sẵn sàng buông bỏ. Nhưng mà mình buông cái gì đó cần buông thôi chứ, đúng không anh? Chứ cứ buông hết là... Buông hết mình không làm được. Dạ đúng rồi. Mình không làm được bởi vì mình còn vợ con, còn nhiều cái. Còn ví dụ như mà mình mà đi tu ngay từ đầu thì là dễ buông hơn. Thôi thì buổi trò chuyện ngày hôm nay thì với mục đích rằng là Nhân chia sẻ cái này cả nhà, một cái niềm vui mà sau 5 năm làm YouTube thì mình sở hữu được cái giấy này. Và Nhân cũng khuyên các bạn hiện tại đang làm YouTube hay là có ý định làm YouTube hay là những cái trang điện tử khác, thì ngay từ đầu phải nên đăng ký cái thương hiệu cho riêng bản thân mình. Là đó là cách mà để chúng ta sau này không phải là bỏ tiền ra để mua lại cái thương hiệu chính mà mình làm ra. Có một cái nữa mà cần nói thêm là các bạn mà muốn đăng ký phải liên hệ những người mà người ta có uy tín, là không nó lừa, nó lấy tiền mất. Đúng, không? Chính xác. Dạ. Ngày xưa mình học luật và mình quen biết luật sư nhiều, cũng như là bên Cục Sở hữu trí tuệ, ngày xưa mình quen cả cục trưởng ấy, cho nên là mình làm được. Còn nếu mà không quen mà làm tào lao, làm không, nó không ra, mất tiền đó. Là có nghĩa là có những cái trang mạng nó sẽ lừa, nó nói là mình, nó làm cái này. Đúng rồi. Rồi mình tin tưởng nó, cái nó bảo mình chuyển tiền, đúng không? Đúng là mất rồi. Tiền. Thì ngay như vụ Tích Chanh của Huy cũng bị lừa đấy. Dạ dạ. Có nghĩa rằng là bây giờ hiện tại trên không gian mạng có rất là nhiều tệ nạn lừa đảo ở trên không gian mạng. Cái gì nó cũng lừa được. Nếu mà chúng ta không tỉnh táo là sẽ bị lừa và bị xa vào cái bẫy của nó. Sắp tới thì Nhân sẽ làm riêng một cái video nói về những chiêu lừa trên không gian mạng để cho khán giả cũng như là tất cả mọi người sẽ biết họ cách thức họ lừa đảo làm sao biết thêm hay á. Rồi để mọi người là đề phòng. Anh ha, có nhiều cái chuyện lừa mà họ kể mà thấy cười ra nước mắt. Dạ đúng. Ví dụ mình kể câu ngắn, ví dụ ông ấy bảo là ông mua chim trĩ mà nó bán cho ông ấy 2 con chim cút, xong về ông ấy gọi điện cho nó, ông bảo sao chim trĩ mà giống chim cút này, nó bảo không phải đâu, đấy chim trĩ nuôi nó sẽ lớn thành chim trĩ, ông nuôi ít hôm thế nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng có nghĩa là chim cút luôn đó. Ai nó bán ra chim trĩ nhưng thực ra nó là chim cút. Thế rồi mua ngỗng siêu to khổng lồ, thế rồi về lại mấy con vịt. Cho nên bây giờ nhiều cái trò nó lừa mà họ kể mình cảm thấy nó buồn cười mà cũng thấy tội. Dạ dạ. Thôi thì ngày hôm nay ghé thăm anh Hòa thì cũng chúc anh với gia đình, không gặp bà xã anh đâu, nhưng mà cũng chúc anh với gia đình là có nhiều sức khỏe. Sắp tới thì hy vọng rằng anh sẽ dành thời gian để em ghé em thăm cái vườn của anh để em lấy động lực. Rất hân hạnh đón tiếp ở vườn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chúc Nhân Gà và gia đình mạnh khỏe và chúc kênh của Nhân sớm đạt 1 triệu ca súc. Cái đó là cái mà em đang phấn đấu. Chứ không, em phấn đấu thì cũng không được, bởi vì là phụ thuộc vào quý vị khán giả có yêu mến hay không nữa. Phụ thuộc cả khán giả, phụ thuộc cả mình nhé. Mình mà không phấn đấu thì khán giả không ủng hộ đâu. Bởi vì là mình phấn đấu là cái điều đương nhiên rồi. Nhưng mà phụ thuộc lớn nhất là phải ở khán giả yêu quý mình thì mới ủng hộ mình. Anh có kênh YouTube phải không? Đúng rồi. Kênh YouTube anh là gì ta? Nguyễn Viết Hòa. Nguyễn Viết Hòa. Rồi hy vọng kênh của anh sắp tới cũng sẽ đạt nút vàng ha. Cảm ơn. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Nhân trong suốt 5 năm qua. Và đây là cái mà minh chứng là rõ ràng nhất là hiện tại Nhân đang bảo vệ cái thương hiệu của bản thân mình tạo dựng trong suốt những năm vừa qua. Và cũng cảm ơn khán giả đã đồng hành cùng với Nhân trong
suốt cái chặng đường rất là dài, và hy vọng rằng trong tương lai sẽ tiếp tục ủng hộ Nhân để kênh của Nhân sớm đạt 1 triệu người đăng ký nha cả nhà. Còn bên cạnh Nhân đây là võ sư Nguyễn Viết Hòa, hy vọng rằng cả nhà sẽ ủng hộ thầy Hòa ha, kêu thầy luôn nè, bữa nào không bỏ. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha, bye bye cả nhà.